15 xe không vậy? tổng kết từ từ đầu đến đến bây giờ thì cũng xấp xỉ 3.000 rồi. Wow. À, đã Quá luôn à, đã. quá Quá đẹp ngon. đấy. Mai mốt Nhưng làm mà mai mốt em mở công ty thì làm coach, cho 3.000 mà mới 2 tháng vậy, để mà tính mới sale mới được là 1 tháng không? bắt đầu là có sale từ ngày 24 tháng 8, là hơn 2 tháng. Thấy, Ngày 2 tháng. anh thì về cái công việc này á, anh xác định là công việc chính của anh luôn, Năng lượng đấy. nhưng bởi Thôi vì đấy, con tới cái câu năng lượng đấy, em nghe là em thấy vui rồi. Thế nên là đừng có nói câu tiếp theo nữa, anh nói câu nào là em buồn. cố gắng hết sức Là mình, em nghĩ nói như vậy thôi. anh chọn cái con đường này là con đường chính để anh đi. Chứng tỏ là anh Quang rất nhiều sale nhá, nhưng mà Bây giờ nó cũng thưa thưa ra, tại vì anh có cái suy nghĩ đó là mình muốn được tự do. Thử ra công việc cũ nó không giúp được mình cái việc đó, còn công việc này nếu mà mình làm tốt đó, thì nó giúp mình giải phóng được cái thời gian, rồi làm. đi đây đó, thích tự do. Thực ra anh cũng cố gắng trong cái công việc này để sau đó mình được tự do, mình thích đâu đi làm, lĩnh vực nào công việc nào cũng vất vả hết đó. Nhưng mà anh thấy cái lĩnh vực này á, mình cũng vất vả, nhưng mà vất vả vài năm thôi, thì sau đó mình tức là ban đầu càng cao thì mình càng được nhẹ. Còn công việc khác á, công việc truyền thống á, thì nó khó lắm, lúc nào cũng dính chặt cho công việc hết.